Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Mỹ liên tiếp tập trận trên Biển Đông giành mặt Bắc Kinh. Còn Đảng Cộng sản Trung Quốc thì cũng không thua kém gì. Trung Quốc hô hào là sẽ sản xuất 1.000 đầu đạn hạt nhân để đối phó với Mỹ. Tàu ngầm nguyên tử của Anh tập cơ chiến lược chiến hạm Mỹ liên tiếp phối hợp với nhau tập trận trên Biển Đông khi Bắc Kinh bị cáo buộc bắt nạt các nước nhỏ phía Nam. Từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 5, ba tàu ngầm nguyên tử cùng với các chiến hạm của hạm đội 7 và oanh tạc cơ chiến lược đã tập trận trong vùng biển Philippines. Bản tin Bộ Tư lệnh Hạm đội 7 của lực lượng Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho hay về các cuộc tập trận tượng trưng cho nhiều kỹ thuật và tác chiến đặc biệt vừa diễn ra ở Biển Đông. Trong đó, các hoạt động tác chiến trên mặt nước, dưới lòng biển, trên không và cả trinh sát giám sát đã được thi hành để triển khai các khái niệm tác chiến, cải tiến kỹ thuật tiêu diệt trên biển, đạt hiệu năng thực tế và khả năng sẵn sàng phản ứng khi có lệnh. Theo bản tin vừa kể trên, các lực lượng tham dự đã thao diễn các khả năng khác nhau và chứng tỏ sự phối hợp linh động của các loại lực lượng khác nhau trong khi bản tin ngày 9 tháng 5 của hạp đội 7 chỉ tường thuật một cách tổng quát. Một bản tin của không quân Hoa Kỳ cho hay ngày 8 tháng 4, một chiếc oanh tạc cơ chiến lược B-B1 Lancer đã cất cánh từ đảo Guam đã bay đến tập trận với các lực lượng khác trên Biển Đông nhằm củng cố trật tự pháp luật quốc tế tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nhưng trong bản tin ngày 8 tháng 5, bản tin của hạm đội 7 đưa tin kèm theo hình ảnh của ba chiếc tàu ngầm nguyên tử USS US USS Topeka và USS Alexandria đã rời căn cứ tại đảo Guam ở vùng biển Philippines tham dự tập trận để chứng tỏ khả năng đối phó với khủng hoảng và xung đột trong vùng Ấn Độ Thái Bình Dương qua tác chiến bên dưới mặt nước và yểm trợ nhiều nhiệm vụ khác nhau. Trước khi các nhóm tàu ngầm vào Anh Tạc Cơ nói trên tập trận, người ta đã thấy chiến hạm tác chiến cận duyên US Montgomery và tàu thép vận USNS Kawasa và Chavez tập trận ngày 7 tháng 5 gần một tàu khoan tìm dầu khí của Malaysia trên vùng biển đặc quyền kinh tế của nước này khi bị nhóm tàu Trung Quốc tới quấy rối, theo tin báo của Naui Times. Chỉ một tuần trước đó ngày 30 tháng 4 Hai chiếc oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer Đã bay một mạch 33 giờ từ căn cứ Edwards Air Force Base Tiểu bang Sau Dakota Trên nước Mỹ tới Biển Đông Rồi quay trở về không ngừng nghỉ Và cũng không cần tiếp nhiên liệu trên không Hành động biểu diễn Nhằm chứng tỏ khả năng hiện diện Khắp nơi trên thế giới Kẻ địch không thể dự đoán được Bản tin của Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược Hoa Kỳ cho hay. Một ngày trước đó, thứ tư 29 tháng 4 tuần dương hạm USS Bunker Hill thực hiện chuyến tự do hàng hải trên vùng biển quần đảo Trường Sa, đi vào bên trong vị phạm vi của 12 hải lý gần đảo nhân tạo đá gạc quen mà Bắc Kinh xây dựng các căn cứ quân sự. Trước đó nữa, hôm 28 tháng 4, khu trục USS Bari đã tiến hành tuần tra hải hành ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Hai chiến hạm Mỹ khi đi tuần tra hải hành thách đố tuyên bố của Bắc Kinh tại Trường Sa và Hoàng Sa đã cùng với mẫu hạm trực thăng USS America tập trận với một chiến hạm của Úc ở khu vực biển trồng lấn chủ quyền giữa Việt Nam và Malaysia. Trong khi đó, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc hô hào sản xuất 1.000 đầu đạn hạt nhân để đối phó với Hoa Kỳ. Một báo cáo nội bộ của Trung Quốc cảnh báo Bắc Kinh phải đối mặt với làn sóng giận dữ gia tăng trên toàn cầu sau khi đại dịch viêm phổi bùng phát. Theo Reuters, Bộ An ninh Trung Quốc nhận định xu hướng chống Trung Quốc trên toàn cầu lên mức cao nhất kể từ năm 1989. Viện quan hệ quốc tế đường đại Trung Quốc CICIA, một tổ chức nghiên cứu có liên hệ với Bộ An ninh Trung Quốc MSS đã soạn thảo một báo cáo gửi lên lãnh đạo cấp cao hồi đầu tháng 3. Báo cáo nêu rằng Bắc Kinh đang đối diện với làn sóng bài Trung Quốc do Mỹ đứng đầu sau khi dịch bệnh virus Vũ Hán bùng phát và khuyến nghị cần phải chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất là đụng độ vũ trang. CICIA là tổ chức nghiên cứu có ảnh hưởng chuyên tư vấn cho chính phủ Trung Quốc về chính sách đối ngoại và an ninh. Trước đây, CICIA 1980 thuộc MSS, cơ quan tình báo chủ chốt của Trung Quốc. Hiện chưa thể đánh giá báo cáo phản ảnh quan điểm của giới lãnh đạo Trung Quốc ở mức nào cũng như mức độ ảnh hưởng của nó đến chính sách của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc trình đệ trình tài liệu này cho thấy Bắc Kinh lo ngại trước xu hướng phản kháng tiêu cực toàn cầu. Điều có thể đe dọa tới chiến lược đầu tư nước ngoài và vị thế an ninh của Trung Quốc hãng tin reuters không nắm trong tay báo cáo này nhưng được trao đổi lại bởi nguồn tin có tiếp xúc trực tiếp với tài liệu trả lời câu hỏi của reuters về báo cáo trên người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cho biết không nắm được thông tin trên cicia cho không phải hồi trước câu hỏi mà reuters nêu ra phát ngôn viên ngoại giao mỹ morgan otagus khẳng định với phóng viên reuters rằng trung quốc có trách nhiệm Đặc biệt trong việc thông báo cho người dân và thế giới biết tính chất nghiêm trọng của đại dịch virus Vũ Hán, vì Trung Quốc là những quốc gia đầu tiên dịch bệnh xuất hiện. Ngày càng nhiều quốc gia kêu gọi điều tra Trung Quốc liên quan đến nguồn gốc của đại dịch virus Vũ Hán và yêu cầu nước này chịu trách nhiệm về sự bùng phát dịch cũng như hậu quả mà đại dịch đã gây ra. Nhiều quốc gia trên toàn thế giới đều khẳng định rằng Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng đại dịch và rằng nước này đã không minh bạch thông tin. Nếu điều này không được xử lý thì có thể sẽ dẫn đến đại dịch tiếp theo trong tương lai. Matthew Crane của Hội đồng Đại Tây Dương đã nói với Washington Examiner Trong bối cảnh căng thẳng kinh tế Mỹ-Trung chưa được giải quyết căng thẳng quân sự ngoại giao gia tăng, nhiều tiếng nói từ giới chuyên gia quân sự Trung Quốc thúc giục nước này cần phải phát mạnh bộ ba vũ khí răn đe hạt nhân, tăng số lượng đầu đạn hạt nhân lên đến 1.000 đủ để đối phó với Hoa Kỳ. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 8 tháng 5 đăng bài của Tổng biên tập Hồ Tích Tiến cho rằng Trung Quốc cần tăng số đầu đạn hạt nhân lên 1.000 vũ khí trong thời gian khá ngắn giữa lúc Bắc Kinh đối mặt với sức ép chưa từng có từ Mỹ và cần ít nhất 100 tên lửa chiến lược đồng phòng 41. Ông Hồ Tích Tiến khẳng định Trung Quốc là một nước yêu hòa bình và cam kết không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân trước nhưng cần vũ khí hạt nhân lớn hơn để cắt giảm tham vọng chiến lược và tác động của Mỹ đối với Trung Quốc. Bài viết cho rằng Trung Quốc có thể sẽ phải đối đầu với các thách thức bằng sự quyết tâm mạnh mẽ hơn trong tương lai gần với sự hỗ trợ của các tên lửa Đồng phòng và Du lang Đừng cho rằng các đầu đạn hạt nhân là vô dụng. Thực ra chúng đang sử dụng hàng ngày để dằn đè thái độ của các giới chức Mỹ đối với Trung Quốc. Một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng chúng ta không cần thêm vũ khí hạt nhân Tôi cho rằng họ ngây thơ như trẻ con, ông Hồ Tích Tiến viết, nhưng không nói rõ về số đầu đạn hạt nhân nước này hiện sở hữu. Tuy nhiên, liên đoàn các nhà khoa học Mỹ năm 2015 ước tính rằng Trung Quốc có 260 vũ khí hạt nhân và đến thời điểm này con số có thể đã lên đến khoảng 300 đầu đạn hạt nhân. Nếu đúng là Trung Quốc sở hữu số lượng vũ khí hạt nhân như ước tính của Mỹ thì tổng biên tập Hoàn Cầu Thời Báo đã kêu gọi tăng lên gấp 4 lần số lượng hiện có. Tác giả thừa nhận có thể bị một số người gọi là kẻ hiếu chiến vì muốn có thêm đầu đạn hạt nhân, nhưng cho rằng tên gọi này nên được gắn cho các chính trị gia Mỹ công khai phản đối Trung Quốc. Ông Hồ Tích Tiến nói sự chung sống hòa bình giữa hai nước không phải là điều có thể cầu xin là có được. Nó được hình thành bởi các công cụ chiến lược. Điều này đặc biệt khi chúng ta đang đối mặt với một nước Mỹ ngày càng phi lý. Chỉ tin vào sức mạnh, chúng ta không có nhiều thời gian để tranh luận về sự cần thiết của việc tăng cường đầu đạn hạt nhân. Chúng ta chỉ cần đẩy nhanh các bước đi làm cho điều đó xảy ra. Tiếp sau đó, Global Times bản ấn bản anh ngữ của Hoàn Cầu Thời Báo dẫn lời nhiều chuyên gia quân sự Trung Quốc nhấn mạnh là Bắc Kinh cần cấp tốc phát triển oanh tạc cơ chiến lược H-20, tên lửa đạn đạo bắn từ tàu ngầm GL-3 và hỏa tiễn liên lục địa DF-41, tức là Đông phòng 41, và các vũ khí nằm trong bộ ba vũ khí hạt nhân chiến lược mang tính dân đề của Trung Quốc. Hỏa tiễn liên lục địa Đông Phong 41 có tầm bắn 12.000 đến 15.000 km đủ sức tấn công lãnh thổ Hoa Kỳ. Tên lửa Đông Phong 41 lần đầu tiên được Trung Quốc phô trương trong cuộc duyệt binh tháng 10 năm ngoái năm 2019. Theo hoàn cầu thời báo hệ thống vũ khí hạt nhân răn đe của Trung Quốc phải đủ mạnh để ngăn chặn mưa toàn gây hấn quân sự chống lại Trung Quốc từ phía Hoa Kỳ. Ông Tống Trọng Bình, chuyên gia quân sự và một nhà bình luận truyền hình cho rằng Washington liên tục gây áp lực và đe dọa Trung Quốc trong mọi lĩnh vực và Hoa Kỳ không coi vũ khí hạt nhân như là một phương tiện săn đe mà có thể sử dụng tấn công phủ đầu. Đây là lý do mà khiến cho Bắc Kinh cần mở rộng hệ thống vũ khí hạt nhân. Một báo động nội bộ của Trung Quốc cảnh báo rằng Bắc Kinh đối mặt với làn sóng thù địch ngày càng gia tăng trên thế giới thời hậu virus Vũ Hán và có nguy cơ nổ ra xung đột quân sự với Mỹ. Hãng tin Reuters hồi đầu tuần dẫn các nguồn thạo tin cho biết, cụ thể theo Reuters, bộ an ninh và nhà nước Trung Quốc hồi tháng 4 đã chuyển tới chủ tịch Tập Cận Bình của nước này một bản báo cáo, trong đó kết luận làn sóng chống Trung Quốc trên toàn cầu đang ở mức cao nhất sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989. Vì thế, Trung Quốc đang đối mặt với làn sóng phản đối do Mỹ dẫn đầu kể từ sau đại dịch virus Vũ Hán và cần chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất là nổ ra một cuộc xung đột quân sự với Mỹ. Báo cáo kết luận Mỹ xem sự trỗi dậy của Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia và là kinh tế cũng như thách thức cho nền dân chủ phương Tây, theo Reuters. Bản báo cáo do Viện quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc CICIR soạn thảo CIA là viện chính sách có liên kết với Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc, cơ quan tình báo hàng đầu của nước này. Thông điệp của Hoàn Cầu Thời báo đưa ra cũng là thời điểm mà Hoa Kỳ đang gia tăng áp lực tại Biển Đông và Biển Đông trong những tháng gần đây nhắm, nhắm cảnh báo các tham vọng trên biển của Trung Quốc đang đe dọa nhiều nước ở ven biển. Mới đây nhất, hôm 8 tháng 5 năm 2020, hai tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ áp sát khu vực West Kabela trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, nơi hoạt động thăm dò của công ty dầu khí Malaysia đang bị tuần duyên Trung Quốc đe dọa. Đây là lần thứ hai trong một tháng Hải quân Mỹ đưa tàu hỗ trợ Kuala Lumpur. Theo trang tin của Viện Hải quân Mỹ USNI, chiến hạm US Marie LCS-8 và tàu vận tải US Kesa Chavez TAKE-14 đã hiện diện gần khu vực giàn khoan của tập đoàn dầu lửa Malaysia Petronas để tiến hành hoạt động bảo vệ tự do hàng hải và an ninh trên biển. Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 8 tháng 5, chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương Đô Đốc John Colino nhấn mạnh là sự hiện diện của Hải quân Mỹ nhằm bảo đảm trật tự dựa trên luật pháp quốc tế tại khu vực Biển Đông. Chỉ huy Hải quân Mỹ cũng kêu gọi đích danh Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt các hành động hù dọa các quốc gia Đông Nam Á, ngăn cản các nước này trong hoạt động khai thác dầu khí và hải sản. Hiện tại Hoa Kỳ đang hỗ trợ chính quyền Malaysia tăng cường khả năng kiểm soát trên biển. Washington vừa viện trợ 12 hệ thống scan US, -US, -US cho phép Malaysia chuyển đổi một số máy bay vận tải quân sự thành phi cơ tuần thám trên biển. Hơn nữa, Hoa Kỳ cũng đang giáo diết kiểm kiềm chế Trung Quốc chạy đua vũ khí hạt nhân trong những năm trở lại đây. Năm ngoái, Washington quyết định rút khỏi Hiệp định song phương về tên lửa tầm trung INF có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với Nga nhằm gây áp lực buộc Bắc Kinh tham gia vào một thỏa ước tên lửa hạt nhân mới. Tổng thống Trung hồi năm 2019 đề xuất Mỹ, Nga và Trung Quốc đàm phán một hiệp ước mới để thay thế hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START năm 2010. New START quy định Nga và Mỹ phải cắt giảm số đầu đạn hạt nhân và số tên lửa đạn đạo phóng từ trên không, trên bộ lẫn từ tàu ngầm. Hiệp ước dự kiến kết hết hiệu lực vào tháng 2 năm 2021 nếu các bên không gia hạn thêm 5 năm. Phía Nga tuyên bố sẵn sàng gia hạn hiệp ước nhưng Mỹ nêu điều kiện là phải thêm Trung Quốc. Đây là điều kiện mà Bắc Kinh khăng khăng cự tuyệt cho đến nay. Hôm thứ Năm, ngày 8 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc điện đàm với nguyên thủ Nga Putin với chủ đề chính là dịch bệnh COVID-19 đã là một lần nữa nhắc lại với đồng nhiệm Nga là nên đưa Bắc Kinh vào các đàm phán về một thỏa thuận tên lửa hạt nhân mới giữa ba nước nhằm tránh một cuộc chạy đua vũ khí tốn kém. Trước đó trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 17 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo yêu cầu các cuộc đối thoại trong tương lai về việc kiểm soát vũ khí hạt nhân phải dựa trên đề xuất của Tổng thống Donald Trump về một hiệp ước ba bên trong đó có Mỹ, Nga và cả Trung Quốc theo Reuters. Theo các nhà quan sát, nếu START 3 không được gia hạn thì sẽ dẫn đến cuộc chạy đua hạt nhân giữa Mỹ và Nga và Trung Quốc. Mỹ và Nga đang sở hữu 90% đầu đạn hạt nhân của thế giới. Theo số liệu Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, cụ thể Mỹ sở hữu khoảng 6.185 đầu đạn hạt nhân và Nga là 6.490 đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí. Tiếp đó là Pháp với 300 đầu đạn hạt nhân và Trung Quốc khoảng 290 đầu đạn hạt nhân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã khẳng định lực lượng hạt nhân của Trung Quốc nhỏ hơn nhiều so với Nga, Mỹ nên không cần phải tham gia đàm phán với hai nước này, theo Tân Hoa Xã. Nhà công quyền Cộng sản Trung Quốc đã nhiều lần từ chối đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tham gia đàm phán hiệp ước kiểm soát vũ khí với lý lực lượng hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích phòng thủ và không gây ra mối đe dọa nào. Trung Quốc đang giáo diết xây dựng lực lượng hạt nhân với tên lửa tầm xa có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân, tàu ngầm mang tên lửa và máy bay ném bom chiến lược. Bắc Kinh không muốn tham gia bất kỳ thỏa thuận nào do lo ngại sẽ phơi bày kho vũ khí hạt nhân, theo các nhà phân tích. Theo chuyên gia quân sự Trung Quốc, Tống Trọng Bình, Bắc Kinh sẽ chỉ tham gia vào một hiệp định và một hiệp ước tên lửa với Mỹ chừng nào Trung Quốc có đủ số vũ khí ngang bằng với Mỹ. Trong một báo cáo hồi trung tuần tháng 4 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ lo ngại trước những hoạt động tại khu thử nghiệm là bố bạc ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc trong năm 2019, theo Reuters. Trung Quốc có thể chuẩn bị để vận hành khu thử nghiệm quanh năm sử dụng buồng thử nghiệm nổ và thiếu minh bạch trong các hoạt động thử nghiệm hạt nhân. Báo cáo lưu ý không nhưng không nêu rõ bằng chứng cụ thể về cuộc thử nghiệm hạt nhân cấp độ thấp. Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời bày tỏ lo ngại Trung Quốc không tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế zero tức thử hạt nhân không phản ứng nổ dây chuyền. Tiêu chuẩn này là một phần trong hiệp ước cấm thử hạt nghiệm hạt nhân của toàn diện CTBT 1996. Đến nay CTBT 1996 vẫn chưa có hiệu lực vì có 8 quốc gia ký kết nhưng chưa phê chuẩn bao gồm có Mỹ, Trung Quốc. Theo Reuters, dù vậy Trung Quốc và Mỹ đã tuyên bố tuân thủ các điều khoản đã ký kết ngoài ra bộ ngoại giao mỹ cáo buộc trung quốc thiếu minh bạch bao gồm ngăn chặn các trạm cảm biến truyền dữ liệu đến hệ thống giám sát được vận hành bởi tổ chức hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện ctbto nguy cơ về một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới lại đang cận kề hơn bao giờ hết trước những tham vọng bành trướng của trung quốc Đại dịch virus Vũ Hán càng thúc đẩy quốc gia này phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Hoa Kỳ đang không ngần ngại phô diễn sức mạnh quân sự để bảo vệ tự do hàng hải và an ninh trên biển Đông, đáp trả các hành động phi pháp của Trung Quốc khi nước này đe dọa các quốc gia Đông Nam Á, ngăn cản các nước này trong các hoạt động khai thác dầu khí và hải sản hợp pháp của họ mà trong đó có Việt Nam là một nạn nhân. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi